Có xuôi về dùng sông nước miền Tây, mùa cưới nơi đây rộn ràng xóm dưới làng trên, đèn lồng đó treo cao cổng qua có lối phương hoàng, ý thiết tình chàng một già sắc son, mâm quá cao trầu để duyên mái đầm sâu, rượu thắm giao bồi nguyện suốt kiếp trọn đời, thuyền tình đón cô dâu sánh đôi bước chung nhịp cầu, nguyệt lão tơ hồng sẽ mối hương duyên. Ô ô ô kìa kìa, mau tới đây mà xem, mây cô thôn nữ bưng mâm sắc đỏ tươi. Ô ô kìa 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 kìa, xôn xao niềm vui ngày cưới, cho lứa đôi yêu nhau ngó lời. Ô ô ô kìa kìa, khăn đóng ao dài xinh, trai tài gái sắc trao ánh mắt rạng ngời. Ô ô kìa 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 kìa, mái như loan phường hòa minh, như sắc cầm háo hợp, đám cưới tưng bừng hòa tiếng hát lời ca, càng chén nâng ly mời cô bác gần xa, mừng hạnh phúc trăm năm sớm thêm gió cho vui nhà, để cho ông bà cùng nhau ấm bồng, mừng hạnh phúc trăm năm sớm thêm gió cho vui nhà, để cho ông bà cùng nhau ấm bồng. Ai có xuôi về dùng sông nước miền Tây, mùa cưới nơi đây rộn ràng xóm dưới làng trên, đèn lồng đó treo cao cổng qua có lối phương hoàng, ý thiết tình chàng một già sắc son, mâm quá cao trầu để duyên mái đầm sâu, rượu thắm giao bồi nguyện suốt kiếp trọn đời, thuyền tình đón cô dâu sánh đôi bước chung nhịp cầu, nguyệt lão tơ hồng sẽ mối hương duyên. Kính thưa quý ông bà nội ngoại chú bác cô dì và quý quan khách, hôm nay ngày 29 tháng 5 âm lịch, bên đàn trai có đến đàn gái để xin trình cái lễ lễ cưới và thỉnh họ rước dâu.
trong cái buổi hôm nay thì bên đàn trai có mang qua là 6 mâm quà, trong này thì trà rượu và bánh và trái cây hoa quả thì để dâng lên cúng tổ tiên ông bà, sau đó ông bà sẽ hưởng cái đức cho con cháu để ngày hôm nay để thành cái lễ cưới. Và sau đó thì cũng xin báo luôn do cái thời gian coi cái ngày được nó cũng cận quá nên ra bên đàn trai chỉ xuống làm lễ xong và uống nước rồi xin cái lễ kiếu từ và tỉnh họ rước dâu. Do vậy mà cũng báo trước để bên gái có cái sự chuẩn bị để mình đi đưa cô dâu về nhà chồng cho nó kịp cái thời gian hành lễ ở trên bên đàn trai. Thì xin làm cái lễ khai quà vậy xin đàn trai lấy mấy cái dĩa ra để sắp bánh rồi trái cây lên để cúng ông bà. Có dĩa nhỏ cái thôi. Tiếp theo buổi lễ hôm nay rồi xin trình cái lễ thượng đăng thì để làm cái lễ bái đường của tổ tiên ông bà. Xin mời. Theo chồng ngày mai em cười.
Để tiếp theo thì cũng xin kính thỉnh và gợi ý ông bà nội ngoại, chú bác cô dì của cháu Quỳnh Như cho hai cháu nó lại tổ tiên ông bà hay là xá thì cũng xin phép hỏi luôn. Thì sao vô mà muốn lại không xá vô? Xá đi. Xá đi. Gây ra quay ra ngoài hai xá. Xá cho xá bốn xá. Xá xá cho nó điệu. Bốn xá ở trong bàn thờ. Xá cho nó điệu đó, hai đứa xá một lượt. Có quên thì nghe Dượng hai nói là rồi quay ra. Thì để tiếp theo thì xin bên đàn trai đã trình các cái lễ đã xong, xin giao lại cho bên gái để dẫn con dâu mời ly rượu cho ông bà. Bây giờ nghỉ phụ bước đây nè. Cứ góp rượu rồi ra trong gia đình trong họ mình ai lớn chị cho con nó bên rượu ai lớn à. Kính thưa quý nội ngoại, quý bà con cô bác gần gũi trong gia đình, thì hôm nay là cái ngày lành tháng tốt, thì cháu Liệt có gả con, thì cái ngày cái giờ hành lễ để cho hai cháu nó thành duyên nợ, thì tôi cũng mong rằng quý cô bác bà con hai họ đến đây để uống ly rượu để chúc cho con cháu trăm năm hạnh phúc. Một lần nữa cũng xin yêu cầu nếu ai là thân nhân rồi dòng họ nội ngoại của hai cháu thì chúng ta đến để cái phòng lễ chúng ta uống rượu để chúc phúc cho hai cháu. Bây giờ là hai con bên rượu mời ông nội với bà nội. Cô dâu chú rể mời rượu ông nội bà nội. Hai con mời cô ba với cô tư. Bây giờ cho luôn nè. Con xem năm nè, con xem năm á 400, con Hoàng Yên 400. Rồi xuống. Rồi tiếp theo mời. Cái này nhập cái gì ha chú bác? Cái này rồi hai con mời rượu cho chú Chính với cô Út. Hai con mời rượu cho mà dì hai Dượng hai. Là hai con mời dì ba với dì năm uống rượu với con mà bữa nay. Dì ba dì năm ơi, dì ba dì năm nhìn thấy à, dì mấy con nặng rồi. Rồi, tiếp theo là mời cậu Tư, mợ Tư, mời rượu cậu Tư với mợ Tư. Rồi, cậu mợ Tư ơi, nhìn vô mấy. Thank you.
Dạ. Tới xui xui trời. Xui không xui? Hai con mời rượu cho dì Tám với Dượng Tám. Rồi dì Tám, Dượng Tám nhìn dì bán dì Tám. Tám nhìn dì Tám. Không có chặt mặt ngầu ớt vậy. À, mà tiếp theo là mời dì Út với Dưỡng Út, mời hai con mời rượu dì Út với Dưỡng Út. À, tiếp theo là mời cậu Út Khanh. À, hai con mời rượu cậu Út với cha. Nãy cho cậu Út, nãy cậu Út kia đi chịu. Cậu Út đứng ngoài đợi rồi, để cho hai cậu lấy rượu. Quên. Nhưng cái báo lỗi đi, giờ hai con mời lại đi, mời cả hai cậu Út. Hả? Chứ còn thấy ông chưa, mà tôi thấy rồi mới thấy anh vậy. Rồi tiếp theo mời ông Xui với bà Xui ở Bạc Liêu. Hai con bưng rượu mời hai bác Xui đi. Ông Xui này rượu mà lấy rượu đâu mà tôi uống một ly cũng chán chán vậy ta. Đây là bụng đói. Cảm ơn bác Xui, bác Xui. Hả? Rồi rồi. Rồi bây giờ là tới tiếp theo là anh chị hai bên. Hai con mời rượu cho hai chế đi. À đúng rồi, gọi chị nhận rượu chứ. Hai con mời rượu hai chế. Chế này đẹp gái lắm. Vậy mà chưa có chồng. Thì đứng đây hai chồng nó đứng nó đi rồi hai đứa mày mời qua. Bây giờ hai con mời rượu anh hai với chị hai đi. Uống cười lên cho ai. Rồi anh hai chị hai có cho tiền chưa? Chị đâu có thấy đâu. Cái phần mẹ của cô dâu cho cô dâu. Mời rượu cha với mẹ đi. Rồi rồi, nhìn cho máy biết mình đi nha. Rồi, nhìn đây nè. Đây, nhìn đây nha. Tụng đó. Hết. Nhìn cho máy biết mình đi. Chấm hết. Chấm hết. Rồi, nhìn đây nè. Rồi. Ủa mà ly này say luôn à. Không mồi màng gì trơn mà. Lấy mẹ cho con. Rồi con cái tay cho coi. À chú ơi. Mẹ cho gì đó nấu luôn nha. Hả? Ăn tới. Không, mẹ đứng đây, mẹ đứng đây. Quy là con đã cất bước đi theo chồng. Mẹ đã cho con là hai chỉ vàng 24. 24K. Rồi. Vô luôn cho cái này. Lẹ. Ủa tôi đang bị à. Không cho cái này. Phần lễ ông bà tổ tiên và thân nhân ở bên đàn gái đã xong. Vị bên đàn trai xin làm cái lễ cứu tư và thỉnh họ về bên chồng làm cái lễ cho nó kịp, do cái thời gian nó cũng không còn. Vị bên gái chuẩn bị để bên trai xin cái lễ cứu tư. Thank you.
crazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand. Bước vô trong. Quay vô xá 4 xá và ra ngoài 2 xá. Có đôi bạn vậy ông ngoại và bà ngoại tặng cho hai cháu 2 triệu đồng. Phải mời mời không rồi gót rượu tiếp, gót rượu tiếp. Hai cháu mời ông cậu Út và ông bác Hai uống một ly rượu. Nhắc nhắc giùm để không nhớ ha. Nói đi nói ra. Hôm nay ngày
cháu thì bác đến đây dự. Thì này cũng lấy lòng vinh dự. Cũng có gì nhiều tặng cho hai cháu một cái rồi xong hai cặp đi ra. Giờ hôm nay con lúc hai cháu trong năm hạnh phúc. Có quan để chuẩn bị. Của cháu Quốc Dương. Cô Tư lúc này cũng không có được khỏe, bệnh đau rồi chuyện nguyên nên ra cho hai cháu 1 triệu đồng. Chị vui của Quốc Dương do điều kiện đi về không kịp. Cô cũng gửi cho hai em là 500 ngàn. Rồi bác ba cho hai cháu 1 triệu đồng. Cô Năm và cô Sáu của Quốc Dương mỗi cô tặng cho hai cháu 1 triệu đồng. Rồi hai cô nhìn đây hai cô. Rồi hai cô nhìn đây cái nha. Rồi ai còn là chú bác ở bên ngoài? Bác bảy nói gì mấy ông vô. Tặng cho hai cháu mỗi ruộng là 1 triệu đồng. Xin bác bảy và mẹ 10. Thì do vấn đề hồi nhỏ đó là có đôi bạn 1 triệu đồng. Đây là bác bảy ruột của Dương tặng cho hai cháu 1 triệu đồng. Lúc này làm thợ cũng hơi ế hay sao đây chứ hơi tính 10 triệu đó à. Một lần nữa thì chú Út Nam và tiếng Út Nam cũng trân trọng và kính mời ông bà cô bác anh chị em còn ở bên ngoài thì mình tự bước vô. Chú Toàn tặng cho hai cháu 1 triệu 500 ngàn. Mở năm vô ngồi đi, mở năm ơi, để cho cháu nó mời ly rượu mà. Cậu Linh và cậu Ngoãn của cháu Dương. Cậu Linh tặng cho hai cháu 1 triệu đồng. Rồi cậu Ngoãn. Nói bên kia nói giùm thứ Nam. Đây là mợ Năm tặng cho hai cháu 1 triệu đồng. Anh chị Hiền tặng cho hai cháu nhiêu? 400 ngàn. Dì Út Tiên và dì Dân tặng cho hai cháu nhiêu thì mình bác. Dì Dân cho hai cháu 500. Dì Dân tặng cho hai cháu 500 ngàn. Rồi nha. Gia đình dì gì vậy? Hai triệu rưỡi. Dì và cậu của cháu Quốc Dương ở bên ngoài á tặng cho hai cháu là 2,5 triệu. Rồi,
Vậy là mình phải uống 2-3 ly lận à cô ơi. Cô no, cô luôn. No, cô rồi. Chị Sáu. Chị Út Rực với chị Sáu á. Ờ, không gọi tên á. Tặng, không có nhớ tên á. Uống nhiều mọi bữa vậy mấy cháu. Thiệt á, có. Đây là chị Ba và chị Tư. Tặng. Nói nhiêu nói. Ừ, hai chị Ba cho hai em là 500, chị Tư cho hai em 400. Hai chị uống cho nó ngọt coi. Tiếp còn mấy chị ở bên ngoài thì mình đi thẳng một dọc vô coi. Ừ, hai chị đều là cho hai em mà 400.000 mỗi chị. Anh của Vũ Linh không có đi được dự tiệc thì gửi cho hai em là 400. Thím chú ơi, anh Lập và anh Đời, hai anh tặng cho hai em 300. Mỗi người 300. Bác Út và anh hai là anh ruột của mỗi người cho 500. Có cái thiệp. Làm cái này cũng trong lâu lắm rồi mới được uống. Ngọt. Vậy bác Tám có rượu cho em đi. Anh em đi. Hai đem được con văn cho con văn cho. Ừ. Vậy bác Tám rượu cho hai người. Rồi. Nhìn mấy cái chân. Nhìn mấy cái chân. Rồi. Rồi. Của Quốc Dương và cha mẹ của Quỳnh Như đến để cho cháu nó mời đi rượu. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa, đường đi tuy khó không xa, đường về trong tiếng hoa ca. Chúc nàng được luôn hạnh phúc bên người chồng yêu mặn mà, chúc chàng tình xuân đậm đà, ngọn nhà nồng ngát hương hoa. Thời điểm này đã kết thúc. Vậy xin mời ông bà nội ngoại chú bác cô dì ở bên đàn gái á, đưa cô dâu về nhà chồng á, đi ra dùng một bữa cơm thân mật đối với gia đình. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa, đường đi tuy khó không xa, đường về trong tiếng hoa ca. Chúc nàng được luôn hạnh phúc bên người chồng yêu mặn mà, chúc chàng tình xuân đậm đà, một nhà nồng ngát hương hoa. Nay chim đã sơ lầm, tình ta nên duyên vợ chồng, từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp nàng. Từ đây xa phút long đong, chàng về đã
là cô